bỏ bỏ hết đi anh em ơi, trời ơi, toàn hàng thanh lý thôi anh em ạ. Bây giờ nó sang series mới hết rồi anh em ạ. Anh em nhìn cái gì đấy không, anh em nhìn thấy có khét không? 48V 50A anh em nhá. Vỏ Mica trong. Phiên bản mới này đã trang bị cho anh em một cái cổng giao tiếp thông minh anh em ạ. Thật sự là nó quá ghê gớm. Chuyên sử dụng cho các cái dòng 5.000 này, 2.000 này, 2.000 này. Đấy, những cái dòng máy to này anh em nhá, tức là những dòng đắt tiền để sử dụng để mục đích là kích điện hoặc là nói chung là dùng cái gì thì dùng anh em ạ. Nhưng mà vấn đề là cái bình 48V 50A này là công nghệ mới, nó trang bị cho anh em cái mạch điều khiển từ xa bảo vệ nhá. Đó, anh em có thể giới hạn công suất nạp xả này, kiểm soát được từng cell pin anh em nhìn này. Cái này quá ngon luôn anh em nhìn này, độ lệch cell 0.022V này, quá ghê gớm luôn. Anh em mà dùng cái dòng bình đời cũ thì làm sao mà có cái công nghệ này. Thứ nhất thế, thứ hai là cùng mức 48V 50A thì cái dòng này của mình nó chỉ nhẹ, xem nào, ai giả xách hai tay, một tay cũng xách được, nó tầm khoảng 17 cân nhá. 17 18 cân, siêu nhẹ luôn. Hiện tại trong phân khúc là chưa có dòng nào nhẹ như dòng này luôn. Đấy, 48V 50A. Giới hạn công suất nạp xả. Đây anh em nhìn này, cho anh em xem bảng này này. Nhìn hoa mắt luôn này. Giới hạn ngưỡng xả luôn nhá. Anh em muốn xả mức 20% điện cũng đều có hết luôn. Anh em muốn giới hạn công suất này, muốn báo nhiệt độ này đều có hết nhá. Bởi vì dòng này được sử dụng là cổng giao tiếp thông minh. Đấy, bộ này là gửi cho anh khách, anh ấy nâng cấp cho cái con lắc power của anh ấy anh em ạ. Tức là anh em mua con lắc power của anh ấy và anh ấy đang dùng cái dòng đời cũ. Nó trang bị cái cân bằng cổ quá anh em ạ. Cái dòng cái nó làm toàn là hỏng xeo luôn. Thì bây giờ anh ấy chuyển sang cái dòng mới này. Nó sẽ có tính năng là cân bằng thông minh này. Đấy, cân từ cell 16 sang cell 9 luôn này. Chứ nó không còn như trước, trước kia là cân bằng là từ cell 1 sang 2, 2 sang 3, 3 sang 4 đúng không? Thì lệch ở cell 1 đến cell 8 thì không cân nổi luôn. Nhưng bây giờ là cell 1 và cell 8 lệch nó cân 18 luôn anh em ạ. Rất khỏe. Ở đây đang xả mức 23A anh em nhìn này. Em nhìn kỹ cho trên bản đồ cho mình nhá. Xả là 1.200W này, quá khỏe đúng không? Đấy, mới có 48V 50A đấy. Anh em mà quất một bộ 48V 100 đến 200A nữa thì thôi dùng nhòe. Sử dụng cổng thông minh anh em nhé, đây này. Sử dụng cáp kết nối đặc biệt luôn này. Đấy, anh em muốn ghép thêm các module thì anh em kẹp cho mình 2-3 con vào đây. Tức là rút con này ra này. Sử dụng cáp kết nối nhanh, cắm 2-3 bộ pack vào đây, xong. Siêu nhỏ, siêu nhẹ, siêu gọn. Đấy, dòng này dòng mới nhất bây giờ đấy. Anh em xác định mà dùng các con lắc power hoặc là những con lắc hoặc là growatt các thứ mà dòng mà có trang bị bình 48 thì lên sử dụng dòng này nhá. Và dòng này thì cho phép nâng lên được cả hệ 72 hoặc hệ 60. Điểm rất mạnh luôn đây này, vẫn còn được hở đây này. Đến 24 nhá. Tức là dòng này kịch là sẽ lắp được 72V. Đấy, tức là rất nhiều tính năng đi kèm mà các dòng khác không có được. Nên anh em mà đã mua các dòng bình 48 50 thì nên cân nhắc những dòng này. Đấy, chứ không nên dùng cái dòng cũ nữa anh em ạ, nên chuyển dần sang đi. Nó nhẹ, nó nhỏ, nó gọn lắm mà dùng phải nó hiệu suất tốt mà giá thì bằng nhau thôi nhá. Giá không tăng anh em ạ, giá bằng nhau luôn. Đây. Cho anh em xem nó xả này. Xả 0.9 kW này. Đấy. Ông nào làm cái năng mặt trời ông nhìn biết luôn này. Xả 0.9 nhá. Con này xả này 300 này. Con này xả 300 này. 400. Tổng xả ra là 1.46 kW này. Đấy mà dùng cái bình này có đã không? Mẹ, xả khỏe như trâu luôn.